Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023, bơ về điều kỳ diệu. Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023 khá nặng, nhưng với tâm lý thoải mái, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chắc chắn sẽ thi đấu thăng hoa để mơ về điều tốt đẹp. Ở trận ra quân đương kim vô địch thế giới Mỹ gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Eden Park tại Auckland, New Zealand, trận đấu này diễn ra lúc 13 giờ ngày 22 tháng 7 giờ địa phương, 8 giờ giờ Việt Nam. Ở trận tiếp theo, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha gặp đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra tại sân Waikato ở Hamilton, New Zealand vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 giờ địa phương, 14 giờ 30 phút giờ Việt Nam. Ở lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Hà Lan diễn ra tại sân vận động Dunedin, Forsyth vào lúc 14 giờ ngày 1 tháng 8 giờ Việt Nam. Với 3 trận ở vòng bảng World Cup 2023, hy vọng với tinh thần quả cảm của các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ viết lên câu chuyện cổ tích kỳ diệu cho các cầu thủ thăng hoa. Mong quý khán giả cùng đón xem.